Thanh Tuấn Medical xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì Thu Thảo và Ngọc Uyển sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn hai cái mẫu gậy chống đi cho người lớn tuổi và người chân yếu thì mình có thể sử dụng cái mẫu gậy này ạ. Và trên tay Thảo đây là một cái mẫu gậy baton của Lucas với hiệu là Y27 và trên tay Ngọc Uyển với hiệu gậy của Lucas với nhãn hiệu là Y20. Và về phần giống nhau của hai chiếc gậy này thì quý vị và các bạn cũng có thể thấy đó là cái chiều cao tối đa của hai chiếc gậy này nó là như nhau. Và cái chất liệu của cái gậy này thì được làm bằng hợp kim nhôm rất là nhẹ và siêu bền siêu chắc. Đây các bạn, quý vị và các bạn có thể thấy đây ạ. Như hai chiếc gậy này thì đều có cái chân chống đều là làm bằng cao su để chống trơn chống trượt khi mà quý vị và các bạn cho người thân di chuyển ở trong nhà hoặc là ở ngoài sân thì cái này chống trơn chống trượt rất là an toàn. Đây quý vị và các bạn có thể thấy và điểm giống nhau tiếp theo của nó là hai cái gậy này thì đều có chất liệu cái tay cầm này bằng nhựa và nhà thiết kế đã làm cái nhựa bề mặt nhựa nhám để khi mà bệnh nhân có thể cầm rô thì chắc chắn và thiết kế theo vòng lượn sóng như thế này ạ để phù hợp với cái tay của bệnh nhân khi mà cầm rô. Cảm giác cầm rất an toàn, chắc chắn ạ. Và đó là những cái điểm giống nhau của hai cây gậy này và đây là những cái điểm khác nhau ạ. Như chiếc gậy Y20 này thì nó sẽ có cái 10 cái chế độ để cho chúng ta là nâng lên hạ xuống ạ. Sau đây thì tôi sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn là cách nâng lên hạ xuống của cái chiếc gậy Y20 này. Đầu tiên thì quý vị và các bạn là nhấn vô cái nút tròn và đẩy cái tay đẩy gậy xuống ạ. Nó sẽ lên một cái nấc. Đấy là tùy theo cái chiều cao của bệnh nhân thì mình có thể điều chỉnh cái nấc đó để phù hợp với để bệnh nhân có thể chống đi dễ dàng hơn. Và ở chiếc gậy với nhãn hiệu là Y27 thì quý vị và các bạn đã thấy nó chỉ có 5 cái nấc điều chỉnh lên xuống. Đây, tôi sẽ hướng dẫn quý vị các bạn đây. Khi mà nâng lên hạ xuống thì chúng ta có thể nhấn vô cái nút tròn và kéo xuống. Nâng lên thì chúng ta có thể dùng hai tay nâng lên là chứ kéo cái gậy lên. Rất là dễ sử dụng. Và cái điểm đặc biệt ở cái chiếc gậy Y27 này thì chúng ta có thể gấp lại thành 4 khúc. Nhưng mà trước tiên mà gấp thành 4 khúc thì quý vị các bạn nhớ là phải hạ cái mức này xuống lên cái mức tối đa là chúng ta phải hạ xuống hết nấc và chúng ta cầm lên kéo từng cái đoạn này ra, chúng ta gấp lại, có thể gấp gọn lại. Đây. Chúng ta có thể gấp khúc rất là gọn và khi mà gấp khúc thì chúng ta có thể bỏ cái gậy này vào trong túi sách đi du lịch hoặc đi chơi. Đây rất là nhỏ gọn. Còn như trước gậy Y20 này thì chúng ta có thể không có thể gấp gọn lại được và chỉ có hạ xuống cái chiều cao tối thiểu của nó thôi ạ. Tuy là không gấp lại được nhưng mà nhìn khi mà chúng ta mà gấp gọn di chuyển nó thấp xuống thì nó cũng rất là nhỏ gọn. Đây như quý vị và các bạn thấy trên tay Thu Thảo và Ngọc Uyển là hai chiếc gậy đấy. Mẫu mã thì rất là đẹp. Vừa rồi thì Thu Thảo vừa giới thiệu cho quý vị và các bạn hai chiếc gậy của Lucas với nhãn hiệu là Y27 và Y20. Quý vị và các bạn là muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm thì quý vị và các bạn có thể truy cập vào website thanhtuanmedical.com hoặc gọi vào số hotline 0969 144 560 để chúng tôi được tư vấn và hướng dẫn quý vị một cách trực tiếp ạ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo ạ. Xin chào ạ.